biển nè, có đôi lúc á nó vui lắm mà có đôi lúc á cũng khổ lắm. Đôi lúc mình đặt ô cá rồi kia gì vô nhiều á thì là vui. Đôi lúc á buồn khổ á là lúc mà cua cá rồi kia nó không có vô. Rồi sóng gió nữa. Lặn ở dưới đâu có nhắm mắt lại đâu. Lặn dưới mở mắt lặn coi cái chỗ nào mà nó nền gạch nó êm. Sau một cái thời gian đặt những cái bẫy xong rồi thì hiện nay thì ông Sáu với lại anh Trí với lại Bùi Hồ với lại bà Sáu ở đây lên đây ngồi đợi mấy con cua đá nó vô bẫy. Nó vô đặt lát lát nữa mình cuốn. Dạ mà là mình đợi khoảng tới 3-4 giờ chiều mình mới gỡ hả bà Sáu? Có đâu. Bây giờ lại cuốn rồi dính hết trơn rồi á. Dạ. Có đâu còn à, lại cuốn rồi dính hết trơn rồi về. Cây dính cây không chứ phải cây nào cũng dính. Là mỗi lần đi là bà Sáu đều đem cơm theo nè. Đi đem đồ theo. Đem đồ theo hết à, chén rồi đũa rồi thức ăn đồ đem theo sẵn hết. Một bữa ăn này phải nói là cực kỳ lạ luôn á. Lát nữa dọn ra ăn món gì biết liền. Dạ, dạ. Bà có sầu nhỏ dẫu kìa, bà đâu ra đây được đâu. Sống mượn cái vỏ bự này đi ra ngoài này nè. Đúng rồi. Đâu ra đây được đâu, bà có sầu nhỏ. Mà thường ngày thì bà Sáu đi bằng sầu nhỏ là cũng đi với ông Sáu đi đem cơm theo ăn luôn. Thì đi vậy đó. Đây là một cái bữa cơm mà Bùi Hồ lần đầu tiên trong đời tham gia ăn cùng với lại ngư dân làm nghề biển. Ăn một bữa cơm nó chồng chềnh á. Thưa cô bác quý anh chị biết tại sao ngồi ra đây cái xuồng nó cứ lắc lư á. Cái cảm giác nó rất là chóng mặt luôn. Bà Sáu chóng mặt không bà Sáu ơi? Chóng mặt muốn chết luôn bà. Không ăn cơm không được à. Và Bùi Hồ muốn quay thước phim này cho cô bác quý anh chị thấy một bữa cơm của những người ngư dân sống với nghề biển là như thế nào. Và đặc biệt là làm nghề đặt bẫy cua. Gặp cua. Gặp cua. Rồi có con xô đó sao con ăn đủ? Rồi, cảm ơn đây nữa nè. Xô đó nữa. Nhiều lắm, cảm ơn đây nhiều lắm. Hôm nay thì được bà Sáu với ông Sáu đãi món mực xào chua ngọt. Hột vịt. cũng đồ với biển không à, bắt lên ăn không à. Có khi nào mình ăn cơm nữa chẳng dằn xuống sông chóng mặt. Ông Sáu. Yeah. Chào khán giả ông Sáu ơi. Chào khán giả bà con cô bác. Mời ăn cơm gì ông Sáu? Mời bà con cô bác cái dùng bữa cơm với tôi thân mạch. Bởi vì bữa cơm này là của gia đình, của những người mà sống với nghề biển. Dạ. Dạ ăn mực xào với hột vịt kho. Mực là mình có sẵn rồi đúng không Sáu? Dạ. Bà Sáu không ăn? Chóng mặt chắc ăn gì được. Dạ hả? Chóng mặt quá. Chóng mặt quá không ăn được luôn rồi hàng ngày sao? Hả? Hàng ngày sao? Vậy con với ông Sáu ăn. Anh Trí ăn trước. Bà Sáu qua đây ngồi bà Sáu. Hả? Ăn không? Không. Không, để đây ngồi đi. Thôi thôi, cho bà Sáu ngồi đó đi. Ba chịu không nổi rồi. Dạ. Làm cái đó lạnh đi. Anh Trí mời khán giả ăn cơm anh Trí ơi. Mời khán giả ăn cơm với dân biển chúng tôi nè. Khán giả ơi. Mời bà Hồ, quốc Hồ ơi. Dạ ăn trước đi à. Em cũng đang chóng mặt. Cơm không? Em nói thiệt đã từng đi xe nè. Đi tàu nè. Tàu cao tốc nè. Đi tàu lửa nè. Nhưng mà đây là lần đầu mà đi mà thấy cái ăn cơm trên đây luôn á. Lần đầu tiên đi dưới biển. Ăn đi thôi. Dạ, ăn đi. Này là lát nữa lên núi hái ớt. Bà Sáu đằng kia đang chuẩn bị nè. Bữa cơm này là tốn bao nhiêu tiền ông Sáu? Cơm này đâu không tốn tiền. Tốn tiền dịch mình mua. Cái hộp dịch mua 5.000 hộp rồi. Bây giờ 5.000 hả? Ngày mấy hộp ông Sáu? Ngày 2 hộp. Là tốn 10.000. Tốn 10.000. Gạo là hồi lần dịch ta cho còn không? Thì cho là hết rồi. Mới cho 10kg là rồi mà. Mới đây mà. Mới đem cho đem lại cho 10kg.
để ăn. Ông Sáu với bà Sáu là thường là đi là đem cơm theo ăn gì luôn hả? Đi đem cơm theo ăn. Đi tới chiều á, 3 giờ chiều về. Lỡ mưa sao? Lỡ mưa thì cũng dầm mưa chứ sao, đâu có ai. Đi này mượn ga của chú bà. Đi chú ba đi. Dạ. Đi ra thì đi ra chú ba nào cũng nước rồi. Dạ, dạ con cảm ơn bà Sáu. Cơm đây sao mà ăn? Con lấy lại bình tĩnh trước khi ăn cơm. Bà Sáu sáng là mấy giờ là nấu mấy món này rồi? 5 giờ. 5 giờ là thức dậy nấu? Ờ, 5 giờ dậy nấu cơm rồi. Dạ. 2 giờ trong giờ sống quật 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 đi. Quật mà còn nhiều. Mà nhiều khi trong bão nghĩ ta chừng lễ, nhiều khi ta tháng nữa. Nãy con thấy ông Sáu lội lội dưới nước. Thương ghê á. Ông Sáu kể cái câu chuyện gì với nghề biển nghe ông Sáu ơi. Vừa ăn vừa kể chuyện. Nghề biển này á, có đôi lúc á, nó vui lắm. Mà có đôi lúc á, cũng khổ lắm. Đôi lúc mình đặt tô cá rồi kia gì vô nhiều á, thì là vui. Đôi lúc á, buồn khổ á, là lúc mà cua cá rồi kia nó không có vô. Rồi sóng gió nữa. Đó. Anh đỡ ra là mình buồn chỗ đó. Có mũ đó, có mũ đó lấy không? Ngon quá, thử có mũ lấy cho nó múc ăn vậy. Ngày mà trúng cái nào là ngày 1 triệu mấy không? Không có đâu. Đây là trúng được 400-500 là trúng lắm rồi. Dạ. Đúng rồi. Còn 200-300 thì là thường. Dạ. Có lúc là đặt đủ tiền xăng nữa. Đủ tiền xăng, đủ tiền mồi. Chứ không có gì nhiều nữa. Mồi có mấy mua mấy cá không đó? Mua cá. Mua cá mồi. Mua cá mồi là 10 mấy ngàn ký rồi. 13 ngàn ký rồi. Dạ. Phải mua xăng đồ kia. Cử mồi mình cử mua thì 10 ký. Đặt được 2 bữa. Vì vì mình không có phương tiện để đi đó. Mình mua là chứ không múc chờ lại em sao à? Múc chờ lại à? Ăn đi. Ăn rồi. Mình mua dự trữ rẻ ở sau mình đi. Dạ. Có khi nào bà bắn không được không đó? Không. Bây giờ mình đặt cua đá là vô giữa mình căng liền. Vô giữa căng liền ha. À. Cũng như mình vô tới là căng nó lựa cua ra rồi á căng cho mình. Mực cái mực này ở đâu ông Sáu có? Ghe, mua ha. Này mua với ghe. Dạ. Bán là chừa lại ăn. Lặn rồi sớm lạnh dữ không sao? Nó lạnh có lạnh như mình lên ngơi hết à. Thì không có biển nó quen rồi đó. Dạ. Đây lặn ở dưới đâu có nhắm mắt lại đâu. Lặn dưới mở mắt lặn coi cái chỗ nào mà nó là dập nó êm. Ta biết mang cái lặn, lặn đâu biết mang cái lặn. Cay mắt dữ không đó? Không, lặn dưới quen rồi. Có mấy người lặn á, người ta mang kiếng lặn. Ta gặp tôi lặn cái, ta nói với ông lặn không mang kiếng lặn. Ta mang kiếng lặn sao được. Mang kiếng lặn cái nước nó vô có mình đâu có thấy đường. À. Đâu có thấy đường mình đặt đâu. Thành tử không có mang chứ lặn lặn không nè. Người ta lặn dưới á, nước mặn á, con mắt á, nó cay, ta chịu không nổi.
đấy không? Rồi mình lặn nó quen rồi đó, rồi con mắt nó không có cay. Là phải coi ở dưới mới đặt được. À, coi dưới chỗ nào bằng êm á. Đặt. Chứ mình đặt bình thường làm như con đặt là không dính nó không sao? Cũng dính vậy, đều nó ít. Mày đặt không biết á là nó dưới đất cái chùa lên ăn. Dưới đất nó lôi mà sáng bệnh ra. Dạ. Bên dưới mình hết. Đặt ví dụ giờ như nó kẻ đá nó gì đó, rồi mình đặt cái rau và cái gặp nó nằm lọt dưới đất bằng gì nè. Dạ. Để thôi con cua đó, để chống lên gì á là con cua nó bò như này nó kẹp. Dạ. Rồi nó gịch xuống ăn nở đâu có vô, nhiều khi rách gặp rách lưới dưới đất nữa nó cắn á. Chị nãy giờ là ba ông chén đã ngạp đó, đi biển ăn ngon. Đi lên cái nhà ngon. Đây con bé à, con tôm ớt này nữa nha, nhóc ở đây nè, con ngủ và con này không dữ luôn á. Đói bụng không sao, làm gì đói bụng dữ không sao? Nó biết quen rồi, nó không có đói. Dạ. Mà có cơm ăn được á, không đói. Về tháng nó uống đi chừng rồi. Rồi uống bình trà. Rồi cái 1-2 giờ mới ăn cơm. Uống trà xong rồi ăn cơm luôn. Chiều ăn cơm luôn. À, 1-2 giờ mới ăn. Không sáng không ăn sáng. Không. Ta có tiền thì ta ăn sáng, mình uống tiền uống trà thì mình ăn khỏi ăn sáng. Uống cà phê cho chừng đó khỏi ăn sáng. Dạ. Vậy là xong. Tôi về quê mấy anh em rồi kia nó kêu chở đi ăn sáng, kêu ăn tôi thôi tao cho tao đi sư chừng được rồi. Tao quen hả? Cà phê đá tao uống không được. Uống cà phê đá vô lạnh lạnh sao mà nó kỳ lắm. Rồi uống ly sư chừng rồi nó kêu ăn sáng đi, tao nói ăn sáng gì uống sư chừng nó no mẹ. Ăn sáng gì nữa. Dạ. À, dạ. 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 Dạ con còn mà sao? Dạ ơi. Vừa ăn mà cảm giác mà cái xuồng nó vừa lắc lư á. Cái ghe này nè. Lúc mà nó chạy á đỡ. Ừ, chạy nó không có xong. Không có lắc. Còn mà nó đứng lại chỗ á là mình lắc lư, còn mà nó chạy thì nó lắc lư. Là hai giác mà nó lỡ nước quá trời lỡ cả. Ừ. Đặt hai giác giờ ra mà màu giờ lấy giác này cũng đâu còn màu. Em bớt này nghe. Em mấy à? Dạ em bớt. Dạ. Được rồi em lấy này nữa xong rồi. Dạ. Chạy vào mạnh mạnh vào. Rồi được rồi. Em yếu vậy. Mãi giờ bốn chén rồi á. Quá đã. Quá đã. Đi ở nhà thì ăn không ngon, ra biển thì ăn mẹ bại gì mà nó ngon. Ăn mẹ bại ngon lắm. Bữa trước đi ra đây á biết làm gì không? À, câu mấy con cá lên á, được hai con mà nấu canh chua bình thường vậy, gãy miếng rau lên. Đâu có gì đâu ăn. À. Nấu đâu? Nấu quay đá, để đá nào gạn phải không em sao? Có cái thứ nhỏ. Nấu lên bãi đá nấu luôn hả? Nấu với vỏ mình nè. Vỏ mình đem theo mình nấu bên đá lửa bên đó đó. Dạ.
Lỡ mắc mưa cái mình chạy vô chỗ nào mình chui không sao? Ở ngoài này không có chạy là chui. Không vô đá này vô ấy bạc áo mưa, có áo mưa này bạc áo không có đây. Đúng hầm. Thôi mà chưa có ấy đó, chưa có máy đó, cái xuồng hồi nãy đi đó. Làm kia 4 giờ tắt cá bơi qua tới đây nè. 4 giờ bơi xong đó đập rồi bơi về tới nhà trăm dạng. Gặp cái bắt là bơi chứ ngược cũng chết luôn mày ơi. Cực ha. Ừ, bơi về chết giờ có máy đi khỏe rồi than gian gì nữa. Thôi con còn nhiều lắm sao? Không có con nhiều lắm, nhiều lắm, mực nhiều lắm. Con mực ở dưới nhóc. Hôm qua mực ăn mực nướng xong cử ăn, ăn mực xong cái quá ngán à. Ngán à. Tại vùng biển thì nó có mực rồi kia thôi chứ không có gì ăn á. Dạ. Mà đối với mấy người ở vùng đồng bằng lại thích ăn mấy món này lắm. À. Nhưng mà con mới xuống có một ngày con ăn qua xong ngán ghê. Màu ngán. Dạ. Qua ăn quá thanh luôn hả? Qua mới ăn mật nướng á. Ăn mật nướng á bà sao? Mật nướng, mật nấu cháo. Rồi mật nấu cháo nữa. Rồi mật xào nữa. Không bao giờ cũng xào nữa. Mật câu à, tới vô mùa rồi câu tặng là gì ăn mật không mà chứ ăn gì mình có biển có gì ăn ấy gì. Mật không. Mà mật này người ta gọi là mật tươi luôn á, mật không qua ướp lạnh luôn á. Ừ, đúng rồi. Mật tươi nè, mật này tươi xanh luôn mà qua đó. Cô bác của anh chị quay thấy những thật ra mình thích trải nghiệm với lại những người ngư dân, những người nông dân như Sáu như thế này để biết được cái khó khăn vất vả của những người dân. Chứ đi một ngày thôi cũng thấy cực rồi. Nói chung cực dữ lắm luôn á. Bùi Hồ chỉ ngồi ở trên cái miếng này nè, cái miếng mốt đó thôi mà ngồi còn thấy bà. À, ngay cả cái việc ăn uống ở trên cái chiếc ghe này á, thằng ra thì không biết là quay lên khung hình thì cô bác quý anh chị thấy sao, nhưng mà ngồi trên ghe cái cảm giác nó khó chịu lắm, nó ăn uống nó không vô luôn á. Nãy giờ ăn có chén cơm là ăn chưa hết luôn á, tại vì cái đầu óc lúc nào nó cũng cứ trao đảo hết à, nó lo chóng mặt. À, bởi vì đi không quen á, chiếc ghe mình đậu á, rồi nó lắc qua lắc lại nè đó, còn hơn mình đưa võng nữa. Dạ hơn nữa, giống như vừa ăn cơm mà vừa đưa võng á, cô bác của anh chị nghĩ tưởng tượng vậy đi. Đưa võng mà hai cái chân mà gác lên cái võng á, cái mình ngồi ăn cơm mình lắc lư qua lại á. Thôi, cảm giác khó tả. Mà thật ra con là người cũng ít bị say á, ít bị say sóng, ít bị say xe. Chứ gặp người bình thường chắc lên này nãy giờ ói cũng một đống rồi. Bà con cô bác đi mà say sóng đó là lên ngồi xe như lắc gì á là ói, giờ không nổi. Nãy giờ ói với bà đó. Bà Sáu này phải uống thuốc chống ói luôn á. Có đem đồ nghề thôi mà còn muốn ói đó. Bà đem bị thuốc bả theo á. Nước để đâu rồi? Cái biển này ăn cái gì chua chua đó là nó đỡ đói. Em may theo á. Mà bình thường á cô bác quý anh chị biết không, lúc nãy mà ông Sáu bà Sáu mà rước cái Bùi Hồ ở trên chiếc xe ghe của ông Sáu bà Sáu nó không được giống gì, là nó cứ nó có một cái lồng nhỏ dưới à. Lồng nhỏ. Dạ. Lồng nhỏ mà. Thôi giờ bây giờ chắc có lẽ là tắt máy để cố gắng là ăn vô cái chén cơm này nữa để cho đỡ đói. Rồi sau đó là này, khoảng nghỉ ngơi đi xíu đi với ông Sáu thăm cái để gặp nghỉ ngơi lát nữa mình qua bên đó không hay lát nữa mình bơi vô đó mình kiếm cục đá nằm đó ngon hơn.